Đầu tiên thì sệ đã cắt quả quất rồi. Đấy, lần đầu tiên lột cho em nó các bạn. Thì mình sẽ làm nhẹ nhàng. Bây giờ mình sẽ vắt một ít quất vào. Đây nó gọi là axit ấy, cho vào để lưỡi nó mềm đấy các bạn. Sệ không có móng tay em ra nè. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đây là lớp sừng nhá. Lớp sừng của cái lưỡi này. Khi mà sệ lột ra được rồi ấy. Sẽ không có móng tay em ra nè. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đây là lớp sừng nha. Lớp sừng của cái lưỡi nè. Khi mà sẽ lột ra được rồi ấy. Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến nhà sệ. Hôm nay thì sệ có hai con chim rất là đẹp. Một là con sáo, hai là con hiển. Thì hôm nay sệ sẽ mang em sáo đi để lột lưỡi các bạn nhé, để nói cho nó rõ. Con chim nhà sệ thì đang học nói rồi, đang biết gọi. Bon ơi, Bin ơi, Lộc ơi, bà. Bà ơi. Đúng. Rồi. Nhưng mà nó nói chưa sợ anh em ạ. Cho con sách con nào. Nó nhẹ hơn nó sợ. Nào, để bố lột lưỡi nhá, bố lột lưỡi nhá. Bố lột lưỡi nhá. Hello. Surprise, motherfucker. Bố sẽ đây. Bóc. Nó chạy nhanh thật. Bon im nha. Bố sẽ đây. Con này bắt đầu. À, con cầm ra bố đây. Con này bắt đầu giống hư giống em hiểu rồi. Màu chích. Đây là giới thiệu anh em, đây là con sáo trâu nhé cả nhà nhé. Đấy. Bạn là quay phim quay vào đây nè. Để cho các bạn biết đây, đây là một con sáo trâu. Con sáo đen đấy cả nhà. Nó mà biết nói rồi ấy, thì anh em muốn cho nó nói hay hơn thì là anh em gọi là lột lưỡi. Đấy, lột cái lưỡi. Ở bên trong lớp lưỡi của con chim này là nó có một lớp sừng anh em. Đấy, nó rất là cứng. Nó rất là cứng anh em nhìn chưa. Đấy. Nó đang là mùa rụng lông này, nhẹ nhàng cái nó rụng lông này. Bố cầm cho con chim để con chuẩn bị làm việc. Đấy. Đầu tiên thì sệ đã cắt quả quất rồi. Đấy, lần đầu tiên lột cho em nó các bạn. Thì mình sẽ làm nhẹ nhàng. Bây giờ mình sẽ vắt một ít quất vào. Đây nó gọi là axit ấy, cho vào để lưỡi nó mềm đấy các bạn. Đấy, nó được mềm. Nó được mềm thì lát nữa mình lột lưỡi thì nó sẽ không bị đau và nó nhẹ nhàng hơn. Kiểu như cái tay mình ấy, cái móng tay mình ấy, mình kỳ này một lúc rồi xong bắt đầu này. Nó mềm mà cái tay này ra mình cắt rất là dễ, không bị đau ấy. Đấy, mình áp dụng từ đấy là mình sẽ làm vắt quả chanh vào cho con chim ở đầu lưỡi như thế này. Các bạn để độ tầm 1 phút đi. Chỉ cần 1 phút thôi là bắt đầu một lớp lưỡi nó sẽ căng lên. Đây. Đây các bạn nha. Đấy, đây. Đây là lớp lưỡi của nó này các bạn này. Đấy. Lớp lưỡi của nó này các bạn nhìn nha. Sẽ bóc ra này. Đấy, nó hơi đau một tí các bạn. Đấy. Sẽ khi sẽ bóc ra thì nó sẽ nói siêu hơn, giỏi hơn. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, một lớp sừng này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nó có một lớp sừng này. Sẽ không có móng tay em ra này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đây là lớp sừng nha. Lớp sừng của cái lưỡi này. Khi mà sệ lột ra được rồi ấy. Nó sẽ rất là mềm lưỡi này. Nó sẽ nói, nó sẽ uốn lưỡi được. Uốn lưỡi được ấy. Đây, con quay đây cho các bạn xem này. Bố đã lột xong này. Đấy, cách nó rất là đơn giản thôi. Nó sẽ không đau đớn gì đến con chim cả. Đây, đây là cái lớp lưỡi sừng của nó nhé. Đấy, nó vừa ở dưới này. Sẽ vừa lột ra này. Bây giờ thì nó rất là mềm mại thôi. Đó, nó không hề đau đớn gì luôn. Bây giờ thì nó nói rất là dẻo luôn anh em. Ví dụ gọi bố xã ơi. Bố sao ơi. Đấy, trước thì nó gọi
Đấy, xá đấy. Đấy, như bây giờ nó sẽ rất là ok đây các bạn nhìn nhé. Xá ơi, anh Vân ơi. Đây. Đây là cái lớp sừng này, lớp sừng ở dưới của nó đây nha. Chính cái này làm tác nhân cho nó là nói ngọng anh em nhé. Đấy, nói rất là ngọng. Khi mà sẽ lột cái lưỡi này rồi thì độ tầm 5-6 ngày sau. 5-6 ngày sau thôi các bạn. 5-6 ngày sau nó nói sẽ rất là sõi. Đấy. Bởi vì lý do là nó bị cứng quá này, nó không uốn được lưỡi. Đấy. Ok chưa? Ok nha, bố làm cho con xong rồi nhá. Ấy, đừng có mổ bố mày thế. Ấy, đừng có mổ thế. Ấy. Cho nó ăn nào bố. Ấy. Rồi, bây giờ thì đã xong. Bây giờ thì sẽ cho con chim vào trong lồng. Đấy, các bạn nhìn này. Đây đây. Ôi trời ơi, đấy. Đây. Đây là đang mùa đổi lông. Con chim này thì nó cũng rất là hiền. Nhưng mà vừa lấy bị mình làm đau quá, nó cũng sợ. Đấy. Ok, xong. Vậy là xong, bây giờ đến em Hiển có làm việc không con? Hiển đi nó cũng rõ rõ nhưng mà vẫn là con Hiển này thì có cần phải lột lưỡi không các bạn? Các bạn xem xong rồi cho ý kiến nhé. Nếu mà cần phải lột lưỡi thì sẽ lột lưỡi em Hiển này nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy em Hiển này mình rất là to. Hiển đực đấy các bạn. Hiển Bắc nhá, không phải Hiển Nam đâu. Đấy, Hiển Việt Nam á. Ok nhá, bây giờ thì sẽ đã làm xong rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Các bạn để comment bên dưới xem là có cần phải lột lưỡi em Mr. Hiển này không nha. Nếu mà cần phải thì sẽ lột tiếp cho anh em xem. Ok, bây giờ sẽ lấy mang ra treo em nó thôi. Này con. Đây bố cái này. Đây. Ok.